Thái Nguyên đón em luôn nha. DC70 đời 2020 bà con ơi, anh trai mua chiếc này online luôn nha. Ủng hộ qua Zalo ha. Đời 2020. Tình trạng Gin 3 nhưng mà hộp số thì em mở ra kiểm tra, cuối cùng mở ra đã rồi không có gì hết trơn á. Đành phải gấp vô là mở ra uổng hết sức. Thì thường mở ra kiểm tra cho yên tâm thôi chứ không vấn đề gì cả. Rồi giờ lên máy nha anh em. Cặp xích xe này còn khá ổn. Ở lại luôn ơi. Bây giờ lên máy luôn nha, xe nó chở ở trong quá trời chở. Rồi lên xe nha anh em. Nhớt nhà đã thay hết rồi nha. Anh lấy mấy miếng lưới kim đem về ha. Thay trên 40 nóc. Thôi vướng chỗ xích kìa. Trời chỉ mưa quá chừng. Rồi ok, vô xe thành công rồi đó. Thấy cái đầu nhóm vô vậy thấy lọt rồi đó nè. Lắm nha. Rồi cảm ơn em ở Thái Nguyên đã ủng hộ. Alo luôn nha. Rồi anh em thì mình cần xe liên hệ máy nó hiện trên. Cảm ơn em nhiều.